Diệt môn thảm án 2, đây là một bộ phim 18 cộng được sản xuất vào năm 1994. Câu chuyện xoay quanh một cặp đôi yêu nhau thắm thiết, cả hai người bàn nhau đi về quê, nơi anh trai của chàng trai đang sống để chơi. Trên đường đi về thì họ đã bị tai nạn, bị giang hồ đánh, nhưng may mắn được cứu bởi người anh họ. Sau khi người anh họ cứu, mang về nhà, cả hai vui mừng. Đêm hôm đó chàng trai và cô gái địt nhau, nhưng mà chàng trai lại yêu sinh lý, cô gái thì dâm đãng. Không còn cách nào, chàng trai đã nhờ anh họ của mình địt người yêu để giúp người yêu anh thỏa mãn được tình dục. Trở về lại trước kia, sau khi tên giang hồ bị đánh, hắn đã lên kế hoạch để trả thù người anh họ kia. Bây giờ, 更有效益啊！嗱，你冻肉雪冻咗啊！